dịp này, thầy và trò chúng ta cùng bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc tới các hùng liệt sĩ, các thương binh bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, xung công hỏa tuyến đã anh dũng chiến đấu hy sinh, hiến dâng trọn đời mình cho lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng chiến đấu và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Chúng ta xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bà mẹ Việt Nam anh hùng đã sinh thành, nuôi dưỡng và hiến dâng cho Tổ quốc những người con ưu tú, dũng cảm vượt muôn vàn mất mát đau thương, hết lòng đùm bọc, chở che, kề vai sát cánh cùng các lực lượng trong chiến tranh đánh giặc cứu nước. Mở đầu chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Bình, đồng chí Lê Công Chức lên sân khấu nhận hoa và quà của thầy và trò nhà trường. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Kính mời các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường lên tặng hoa và quà cho các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường. Tặng hoa cho hai đồng chí. Thank you.
Cộng Hòa được khai sinh. Nước Việt Nam từ trong máu lửa dũng bùng đứng dậy sáng lòa. Từ xưa ngày toàn dân ta tổng khởi nghĩa thắng lợi, ngày 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp và sự tiếp sức của quân Anh đã trắng trợn gây hấn ở Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Một lần nữa, với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, các thế hệ thanh niên lên đường cứu nước. Ra đi, ra đi, bảo tồn sông núi. Ra đi, thả chết không lui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.